Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Vinh danh Chúa. Bấy giờ, nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang theo chai dầu. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp: sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tháng hoa về, tháng mừng kính Đức Maria. Khi tháng hoa về, tháng Đức Mẹ, chúng ta miên man và chúng ta cảm thấy rất là vui vì chúng ta tham dự các cuộc rước và chúng ta dâng hoa kính Đức Mẹ. Tôi mỗi năm tháng hoa về, tôi lại nhớ thời còn nhỏ, trong giáo xứ của tôi thường rước kiệu chung quanh làng. Có điều tôi cứ nhớ mãi, đó là trong giáo xứ sẽ chọn một chị rất là xinh, có lẽ là xinh nhất làng, để đóng vai Đức Mẹ, và người ta trang điểm cho cái chị đó rất là đẹp. Tôi cứ nhìn chị đấy đẹp, tôi hay đi, tôi nhìn chị ấy đẹp lắm. Chúng ta không biết, bây giờ hình như là quê hương tôi không còn đóng như vậy nữa. Và quê hương tôi ấy thì các linh mục không đi theo sau kiệu, như mỗi Đức Mẹ đó, đi sau kiệu. Và người ta cứ lên núi, lên rừng, hái những bông hoa tươi thắm về người ta kết nên kiệu Đức Mẹ. Và người ta không chỉ làm kiệu chính đâu, mỗi xóm lại là một kiệu phụ, mỗi hội đoàn nữa lại kiệu để kiệu Đức Mẹ. Và cứ đi quanh làng như vậy, cái đạo đức đó cứ in sâu mãi trong nơi tâm hồn của tôi. Tôi nghĩ nhiều giáo xứ trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta cũng giống hình thức như vậy. Và ngay cả nơi giáo xứ Thái Hà chúng ta vừa chứng kiến các chị ở Tiết La Phù về dâng hoa kính Đức Mẹ. Và chiều tối hôm nay chúng ta cùng nhau cung nghinh kiệu Đức Mẹ chung quanh nhà thờ và bên chung quanh công viên nữa. Chúng ta rất là vui, niềm vui này được diễn tả ra nơi khuôn mặt mỗi người chúng ta. Sáng sớm nay tôi xuống sân nhà thờ, tôi gặp mấy bà cụ đến sớm lắm. Tôi nói: sao cụ đến sớm vậy? Cụ nói: thưa cha, tháng hoa về,
con nhớ mẹ, con nhớ mẹ. Thì tôi chọc bà đã dâng cho mẹ cái gì chưa? Bảo con yếu lắm rồi trời, con chỉ đến xin mẹ thương cho con về nước Thiên Chúa, cho con được chết lành. Con bảo bà còn khỏe lắm, đến với mẹ, mẹ sẽ chuyển cầu lên Chúa Giêsu chữa lành hồn xác cho bà. Và nhìn bà rất là vui với lòng thành của mình về nơi đền Đức Mẹ cứu giúp để cầu nguyện, để tôn vinh mẹ. Ngày hôm nay cũng với tâm tình, tôi nghĩ tất cả chúng ta đây cũng mang tâm tình yêu mến mẹ, tâm tình niềm vui được trở về nơi đền Đức Mẹ cứu giúp trong tháng hoa này. Chúng ta đã dâng lên mẹ và chúng ta ý cầu xin tất cả những ý nơi cõi lòng của người chúng ta đến để tạ ơn mẹ, để cầu xin mẹ, để mẹ truyền cầu lên Chúa Giêsu con của mẹ. Trong tâm tình đó, tôi mời gọi quý ông bà anh chị em cùng chiêm ngắm Đức Maria là cửa thiên đàng, rất là hợp với chúng ta. Chúng ta sống niềm vui không chỉ niềm vui nơi trần thế này, nhưng mà đi sâu xa hơn trong cuộc đời làm người tín hữu của chúng ta, đó là chúng ta cùng với mẹ để chúng ta được hưởng nước Thiên Chúa. Sau khi chúng ta sống cõi trần gian này, chúng ta được Thiên Chúa, được Chúa Giêsu cứu độ để chúng ta cùng hưởng niềm vui, không phải niềm vui chóng qua những cái điều mà chúng ta đã cảm nghiệm đó, nhưng mà niềm vui này là niềm vui vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Xưa kia, vì tính kiêu căng, bà Eva đã phạm tội, đã lỗi nghĩa cùng Chúa, nên cửa thiên đàng đóng lại, khép lại. Thì chính Đức Maria, một cô thôn nữ miền quê, đã sống khiêm nhường, đã đón nhận ý Thiên Chúa và nói lời xin vâng khi Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ là chọn mẹ Maria làm mẹ Thiên Chúa để Chúa Giêsu xuống trần gian này. Khi mẹ nói lời xin vâng thì Chúa Giêsu xuống trần gian để đem ơn cứu độ. Thì chính lúc đó cửa thiên đàng được mở ra. Chúng ta chạy đến với mẹ để mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu, chúng ta được cùng mẹ nếm hạnh phúc thiên đàng trong trần gian này. Và chúng ta cũng biết mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, thì mẹ cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Người mẹ nào cũng thương con của mình. Người mẹ trần gian đã yêu thương con của mình như vậy, đó là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Mẹ Maria còn tuyệt vời hơn nhiều. Mẹ luôn giang cánh tay rộng mở để đón, để trông chờ mỗi người ta chạy đến với mẹ. Như một số bà cụ sáng chia sẻ với tôi đó, con nhớ mẹ, con nhớ nhà Chúa. Thì ngày hôm nay ta chạy đến với mẹ để mẹ yêu thương, để mẹ con tâm sự. Chỉ trong tình yêu chúng ta mới hiểu nhau. Chúng ta yêu mến mẹ, mẹ hiểu chúng ta, và chúng ta cũng hiểu nỗi niềm của mẹ, để chúng ta cùng tôn vinh mẹ và nhờ mẹ, mẹ chuyển cầu lên Chúa Giêsu là con của mẹ, để Chúa ban dồi dào ân sủng cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng vừa nghe bài tin mừng đó, có 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại. Khi ta chạy đến với mẹ, mẹ sẽ chuyển cầu lên Chúa Giêsu, Chúa sẽ ban dồi dào ân huệ của Ngài cho chúng ta trở nên những con người khôn ngoan, luôn biết
chọn Chúa làm cùng đích, luôn sống trên cõi trần gian này với biết bao cạm bẫy, với bao khó khăn. Nhưng mà Chúa ban ơn khôn ngoan để chúng ta biết tỉnh thức như năm cô khôn ngoan, mang cả dầu, cả đèn để chuẩn bị đón mừng Chúa, đón đức Chúa khi Ngài đến bất cứ lúc nào trong cuộc đời của chúng ta. Và tất cả ý thức là Chúa luôn luôn hiện diện mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta là những người khôn ngoan và biết mở lòng mình ra đón nhận ân sủng của Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Nên nếu lúc này ai đó trong cộng đoàn của chúng ta cứ mải mê tìm kiếm những vinh hoa lợi lộc trần thế, tìm sự an nhàn, tìm tiền tài danh vọng hay những gì đó để đáp ứng nhu cầu bản thân của mình mà quên đi cái chân lý, cái điều chúng ta cần tìm kiếm, đó là nước Thiên Chúa, đó là thiên đàng, thì ngày hôm nay ta hãy tỉnh thức như năm cô khôn ngoan, nhất là mẹ Maria là người khôn ngoan nhất trong những người trần thế này. Mẹ đã luôn tỉnh thức, luôn luôn nhận ra Thánh ý Thiên Chúa trên cuộc đời của mẹ, để mẹ đón nhận Thánh ý Thiên Chúa và đem Chúa Giêsu đến trần gian này cho chúng ta được hưởng nhờ. Chúng ta nhìn vào mẹ là những mẫu gương đó, để chúng ta xin Chúa biến đổi con người của mình, để chúng ta luôn làm những điều đẹp ý Chúa, và chúng ta luôn biết tôn vinh Chúa trong từng phút giây của cuộc đời, thì chúng ta sẽ sống với điều thiện nhiều hơn, và chúng ta sẽ tránh đi những cạm bẫy trần gian này, để chúng ta có nguy cơ lâm vào tình trạng năm cô khờ dại, vì chúng ta đem đèn mà không đem dầu, nghĩa là dầu tình yêu, hay là không chuẩn bị cuộc đời của mình, để mình cứ lang thang mải mê tìm kiếm để làm thỏa mãn xác thịt của mình, hay là làm cho người của mình trở nên phạm tội, tội lỗi. Nhưng mà ngày hôm nay đến với mẹ là người phụ nữ khôn ngoan, là cửa thiên đàng, mẹ đem Chúa Giêsu đến cho chúng ta, thì chúng ta xin mẹ biến đổi để chúng ta trở nên con người mới. Nhất là chúng ta cùng với giáo hội đọc kinh Nữ Vương Thiên Đàng, thì chúng ta cảm thấy là hy vọng, niềm hy vọng của tất cả chúng ta, hay là chúng ta sống thực tại trên trần gian này khi mà giáo hội mời gọi, cũng như cảm nghiệm được lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng vì đứng mẹ đã kêu mang trong lòng, người đã sống lại như lời người phán hứa. Chúa Giêsu đi vào trần gian này trong cung lòng mẹ Maria, Ngài đã chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng mà Ngài không chết luôn, Ngài đã sống lại để niềm vui của mẹ Maria lan tỏa nơi niềm vui của chúng ta, để chúng ta có hy vọng và ta cảm nếm cái niềm hạnh phúc trong trần gian này, ít nhất một phần nào đó cảm nghiệm hạnh phúc được Thiên Chúa cứu độ ngay trong trần gian này, để chúng ta hy vọng chúng ta sẽ bước vào vinh quang với mẹ. Nhưng mà giáo hội cũng cầu xin, xin cầu cùng Chúa cho chúng con là những người yếu đuối, là những người tội lỗi, và xin mẹ là nữ đồng trinh hãy vui lên, chúng con vui dù chúng con có phạm tội, dù chúng con có thế nào chăng nữa, thì xin mẹ hãy cho con niềm vui, niềm vui mừng vì được Chúa cứu độ, để ngày hôm nay chúng con đến với mẹ, chúng con quên đi những nỗi sầu, những nỗi buồn thảm, những chuyện nọ chuyện kia xảy đến nơi cuộc đời của từng người chúng con, xảy đến trong gia đình của chúng con, để chúng con có niềm vui hoan hỷ. Xin mẹ là cửa thiên đàng, xin mẹ luôn cầm tay mỗi người chúng con, để chúng con luôn sát cánh bên mẹ.
xin mẹ chỉ cho chúng con và dẫn đường cho chúng con, đưa chúng con đến với Chúa Giêsu là thiên đàng, là cánh cửa mở ra để chúng con được hạnh phúc. Xin mẹ cho con cảm nghiệm tháng mà giáo hội dành riêng để mừng kính mẹ, cho mỗi người chúng con luôn cảm nghiệm được mẹ luôn hiện diện, luôn đồng hành. Mỗi khi chúng con dâng hoa, mỗi khi con đi rước kiệu, mỗi cử điệu trong dâng hoa, mỗi bước chân chúng con đi để chúng con tôn vinh mẹ trong đoàn rước, đó là ân huệ, và chúng con cảm nghiệm được mẹ luôn đi cùng chúng con, và mẹ đã hiểu thấu mỗi người chúng con, để chúng con có mẹ ủi an, mẹ che chở, để nhờ vậy, nhờ mẹ, chúng con cảm nghiệm được Chúa hiện diện trên trần gian này, Chúa luôn luôn yêu thương, Chúa luôn luôn chở che chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con, nhất là cho chúng con luôn cảm nghiệm được niềm hạnh phúc, niềm vui tràn ngập vì có Chúa ở cùng chúng con. Amen.